Em gửi là cái video cho mình thì đây là con Sắc 203 Pro. Mình sẽ vô cái phần mềm mới đó là Wi-Fi B2B Cam Plus. Thì mình sẽ kích bấm vào. Sau đó anh sẽ bấm cái dấu cộng nè. Thêm thiết bị. Cái này mình sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi của nhà mình. Bấm khởi đầu. Cài đặt thông tin thành công. Wi-Fi đang kết nối. Kết nối thành công, vui lòng sử dụng camera viền tai. Rồi cái chỗ này nó kêu mình là liệu có ràng buộc thiết bị có số, thì cái này mã ID của mình chỉ cần bấm chữ xác nhận thôi. Rồi nó này nó bắt mình nhập đặt mật khẩu của máy ảnh, thì mình cứ việc đặt mật khẩu mà mình muốn trên 6 ký tự là được, hai lần nhập mật khẩu cho giống nhau. Xác nhận. Thì mình sẽ vào xem được luôn. Không cần nhập mã ID vậy.